Chào mừng mọi người đến với kênh Mộng Tiên Giới. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video. Và sau đây là chấp 58 của bộ truyện ta ký kết khế ước với chính mình. Tín hiệu bộ đàm của Trương Bình biến mất ngay gần chỗ các cậu. Có phát hiện gì không? Chắc chắn là chỗ này rồi. Tên nhóc đó bị thương nặng như vậy, không biết sẽ đi chạy đi đâu. Hả? Đây là... Có chuyện gì vậy? đây là dấu vết của kiến lưng cung hắc sơn hành quân xem ra trương bình đã gặp rắc rối rồi chúng ta mau đuổi theo khoan đã ai phượng lai tiên lâu rồi không gặp nhìn xem ta đã chuẩn bị cho ngươi món quà gì này ta nói sao lại có mùi xác chết thì ra là thằng già thối tha nhà ngươi chập vẫn cái bộ dạng ngạo mạn đó hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Chẳng lẽ trước khi thôn thánh tổ ra khỏi thành, đã để tay chân ngầm theo dõi chúng ta? Không sao cả, giết hết là được. Mục tiêu của hắn là ta, hai cô cậu rút lui trước đi. Đừng hòng. Thái hoàng bất tử thể, hình thái hoàng diễm, mở. Hự, nhiệt độ cơ thể 1000 độ C, thể lực tăng, sức mạnh tăng, tốc độ tăng. Ta đã nói rồi, lần tới gặp ngươi, ta sẽ giết người. Di chuyển rồi sao? Phượng quán trưởng. Thật khó chịu. Năm đấm này cứng như huyền thiết, lại còn có thể xuyên không gian. Không phải là năng lực của cùng một người. Hai cô gái kia từ đầu đến cuối không hề di chuyển, chẳng lẽ họ có thể điều khiển dịch chuyển không gian. Hại vương quyền pháp, thi cơ ngoan thể thu đồ đệ. Đoán đúng rồi. Ông đang làm gì vậy? Người ta đã tới sát mặt chúng ta rồi. Đừng vội, ngươi hãy nhìn kỹ xem. Sau trận chiến lần trước, ta đã dùng xác sống để giám sát hắn từ xa. Một khi không có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cơ thể của hắn sẽ ngày càng giảm. Vĩnh viễn không thể đạt được trạng thái màu trắng đó. Nhiệt độ cơ thể, 600 độ C, thể lực giảm, sức mạnh giảm, tốc độ giảm. Đây cũng là lý do tại sao sau khi hắn ra khỏi thành, ta cố ý chờ đến ban đêm mới hành động. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Đó là Phượng quán trưởng. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.